em chờ tí xí nhá, với 6 bạn cái xã hội nghiệp 8 giờ rồi các bạn và lớp chậm thế. Rồi có lẽ chúng ta tiếp tục. Đấy, các em nghe rõ chứ phải không? Alo. Dạ rõ rồi. Nghe được. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn lên học. Có gì nhờ Vũ nhắc cho các bạn đang vào lớp học. Đi làm nhá. Online rồi các em đỡ hơn là trực tuyến rất là nhiều, trực tiếp rất là nhiều rồi đó. Khó mà buộn thời gian lắm mà học online rồi lại buộn thời gian rồi thầy nói tiếp cho các em về cái phần đấy, sáng ta học môn chuyển hóa và chuyển vào thế thì hôm trước tôi nói các em là cái buồng phao này và cái thùng phao phía các bác nhiệm vụ nó là ổn định cái mức định trọng phía các bác nhập để về cái cơ cấu nguyên lý rồi sửa đổi này chứ còn cái cấu tạo của cái phao này đấy. Ở bên này tức là cái chỗ đây là cái bản chất lưu ở đây là đây tức là nối từ phía tòa áp đến từ phía cái gì đấy. Thế thì tích lưu đây vào đây ấy, thì cái này nó sẽ là ra đây nhiều hay là ít đấy do nó là cái nào mà nó xuống thấp thì nó sẽ mở có thời gian nhiều lên không bớt lại. Thế còn cái chỗ này là cái đường đây là phải có núi đây không có lại xem là cái núi biết áp suất đấy như là áp suất như này biết liên toàn phải không? Không. Đây là cái cách như vậy để các em biết được các em đắp cái bàn đấy. Thế thì ở đây thì như vậy tức là về máy lạnh công nghiệp thì cái bàn cái thùng phao như vậy. Thế bây giờ các em thấy là cái trường hợp mà nó lớn ấy, thì người ta phải dùng ba cái bàn chủ là T và như là đường kính của đường ống ga mà lớn thì nó có không vào cái bàn tiết lưu nhưng mà thùng vàng ở cái bàn nó lớn hơn kính của nó từ 200-300 mm đấy thì nó sẽ sử dụng cái bàn chủ cỡ là T và để cho nó sử dụng nó không. Đấy là một cái phương pháp cung cấp dịch nhỏ để giới thiệu với em là cái phương pháp cung cấp dịch cho thiết bị bay vơi rồi bỏ bọc ống trùm dựa vào cái quá nhiệt của
Với trên hình này này, đấy, thì các em thấy cấu tạo trên trên này. Đấy. Đấy, ở đây tức là dịch từ cái bình chứa của áp đấy, đi qua thiết bị hồi chuyển tới đây. Đấy. Đấy, các em ngâm cứu cái này tí xem là có hiểu được cái nguyên lý làm việc của nó không. Nói thêm đấy, trong này SV là van điện tử, đây là van kim tay. Thế còn đây tức là relay chịu nhiệt độ, relay chịu nhiệt độ cao nhất. Thế thì hơi hút về bên nén điện này. Đấy. Ở đây là thiết bị bay hơi hút chụp vỏ bọc mỏng ngang. Thì trên cái cơ sở như vậy. Đấy, các em chờ tí xem nó có bạn nào vừa hoặc không. Thế thì các cái thiết bị mà bay hơi hút chụp vỏ bọc ngang thì nếu mà nó không có cái bị trang nhiệt này thì hút dịch ở trong này nó duy trì đây, nó duy trì đây, đúng không?